Thưa quý vị, sáng nay Cục Cảnh sát Giao thông đã bắt đầu đợt tổng kiểm tra phương tiện trên quốc lộ cao tốc toàn quốc, trong đó tập trung xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn, ma túy. Đợt kiểm tra này kéo dài trong một tháng và cũng là lần đầu tiên cảnh sát giao thông sử dụng camera đeo trước ngực khi thực thi nhiệm vụ. 8 giờ sáng, tổ công tác 16 người thuộc đội tuần tra kiểm soát giao thông số 2, Cục Cảnh sát Giao thông với 4 cán bộ chiến sĩ đeo camera làm việc tại trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Những chiếc camera gắn ngực này đủ dung lượng ghi hình liên tục trong 8 giờ. Điều này không chỉ giúp lưu lại quá trình làm việc của từng người, mà còn giúp lưu trữ tư liệu trong trường hợp tài xế chống đối lực lượng chức năng. Để giám sát lại các hành vi vi phạm, cũng như là bây giờ hiện tại là cái hành vi vi phạm chống đối của lực lượng, chống đối lại lực lượng thi hành công vụ là rất nhiều. Cho nên là những cái hành vi này thì mình phải giám sát lại, ghi nhận lại kịp thời những hành vi đó để mình có cái biện pháp răn đe và xử lý. Sau khi tuần tra về, những dữ liệu ghi lại quá trình công tác sẽ ngay lập tức được lưu trữ tại cơ quan cảnh sát giao thông. Trong trường hợp có vụ việc liên quan, sẽ dùng lại để đối chiếu hành vi của người vi phạm. Trong đợt ra quân này, đội tuần tra cao tốc sẽ tập trung vào xử lý vi phạm về tốc độ, xe chở quá tải, xe mô tô đi vào đường cao tốc. Trong buổi sáng, nhiều vi phạm đã bị xử lý, nhiều lái xe cố tình vi phạm. Cái này nó do cái hàng nó nhẹ, chú ấy gọi là xếp quá tí cho nó hết hàng, cho đỡ công ty giờ nó thừa cái hàng xếp cố tí cho nó hết rồi. Chứ bình thường cái lỗi vi phạm này biết là nó nặng rồi, ai dám chở quá chiều cao. Theo lãnh đạo Cục Cảnh sát Giao thông, ngoài camera gắn ngực, tới đây Cục sẽ trang bị thêm hệ thống camera hành trình trên xe tuần tra của các đơn vị. Hình ảnh thu được trong quá trình xe di chuyển sẽ làm căn cứ xử phạt nguội với các tài xế vi phạm.